xuất hiện đồng minh chủ chốt mới của Mỹ bên ngoài NATO. Tổng thống Joe Biden đã ký bản ghi nhớ chỉ định Colombia là đồng minh chủ chốt không thuộc NATO của Mỹ. Tình trạng đặc biệt sẽ mang lại cho Bogota đặc lợi về quốc phòng và thương mại trong quan hệ với Washington, theo đài RT. Dù chính quyền Tổng thống Biden đã cam kết cung cấp tình trạng đặc biệt như trên cho Colombia hồi tháng 3, tuyên bố chính thức mới được đưa ra vào ngày 23 tháng 5. Sau khi được chỉ định là đồng minh chủ chốt không thuộc NATO, Tổng thống Colombia Iván Duque lên Twitter ca ngợi Washington về một quyết định tái khẳng định tầm quan trọng của quan hệ song phương. Tình trạng đồng minh chủ chốt không thuộc NATO đã được cấp cho 19 quốc gia trên thế giới. Tình trạng này mang lại cho các đối tác Mỹ nhiều đặc lợi về các khoản vay, nghiên cứu hợp tác và hợp đồng quốc phòng độc quyền với các nước NATO, nhưng không kèm theo bất kỳ cam kết an ninh nào. Mỹ chính thức xác nhận Colombia là đồng minh chủ chốt không thuộc NATO vài giờ sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Colombia Diego Molano thông báo một nhóm binh sĩ nước này sẽ hỗ trợ huấn luyện binh sĩ Ukraine về kỹ thuật tháo gỡ mìn theo đề nghị từ Washington, theo RT. Cuộc huấn luyện này sẽ được tiến hành bởi 11 kỹ sư quân sự đến một quốc gia thành viên NATO mà là láng giềng của Ukraine, Bộ trưởng Molano cho hay. Ngoài việc hỗ trợ huấn luyện quân sự, Mỹ và các nước đồng minh đã gia tăng cung cấp khí tài cho Kiev kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24 tháng 2. Anh có thể cho tàu chiến hộ tống Ukraine xuất khẩu lương thực. Anh đang phối hợp với các đồng minh về kế hoạch cho tàu chiến đến cảng Odessa của Ukraine ở Biển Đen để hộ tống các tàu chở lương thực. Thông tin về kế hoạch hộ tống tàu chở lương thực từ Ukraine được Ngoại trưởng Litva Gabrielius Landsbergis hé lộ ngày 23 tháng 5. Tờ Daily Mail dẫn lời vị quan chức cho biết ông đã thảo luận với Ngoại trưởng Anh Liz Truss về việc thiết lập hành lang bảo vệ từ Odessa. Ông Landsbergis còn nói rằng một nhóm các nước NATO và những nước phụ thuộc vào ngũ cốc Ukraine như Ai Cập có thể sẵn sàng cam kết đưa lực lượng quân sự bảo vệ giúp tránh khỏi tình trạng thiếu lương thực. Theo kế hoạch, hải quân các nước sẽ rà phá thủy lôi quanh Odessa rồi hộ tống các tàu chở các sản phẩm thiết yếu tránh khỏi tàu chiến Nga. Thậm chí các bên còn tính triển khai tên lửa tầm xa nhằm ngăn chặn trường hợp hành lang bị phá hoại. Chiến dịch quân sự của Nga đã đẩy cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu đến nhanh hơn, khi một lượng lớn ngũ cốc và các sản phẩm thiết yếu khác không thể được xuất đi. Ukraine và Nga chiếm 1 phần 3 lượng lúa mì và lúa mạch, 1 phần 2 lượng dầu hoa hướng dương xuất khẩu của thế giới. Nga là nhà cung cấp phân bón hàng đầu. Nga bị cáo buộc phong tỏa các cảng biển của Ukraine và việc gián đoạn nguồn cung lương thực đe dọa đến an ninh lương thực có thể gây bất ổn chính trị tại châu Phi, Trung Đông và châu Á. Các bên đã kêu gọi Nga dỡ bỏ vòng phong tỏa đối với các cảng biển của Ukraine, nhưng Moscow nhấn mạnh chỉ chấp nhận nếu các lệnh cấm vận đối với Nga được xem xét lại. Hiện chưa có xác nhận của các bên về kế hoạch hộ tống nói trên. Đan Mạch mới đây cam kết sẽ cung cấp các tên lửa chống hạm Harpoon và bệ phóng cho Ukraine nhằm giúp nước này gia tăng tầm bắn và bảo vệ các tàu chở ngũ cốc xuất khẩu. Các quan chức Mỹ và nguồn tin quốc hội tiết lộ rằng một vài nước khác cũng có ý định cung cấp tên lửa Harpoon cho Ukraine. Tuy nhiên, một quan chức Mỹ nói không nước nào muốn hành động đầu tiên hoặc là nước duy nhất cung cấp vì sợ Nga trả đũa. Mỹ đã trượt sâu vào xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine. Thời gian qua, ban lãnh đạo Mỹ thường khẳng định sẽ tránh đối đầu với quân Nga trên chiến trường và không tham gia trực tiếp cuộc chiến ở Ukraine. Tuy nhiên, những diễn biến trên thực địa có thể khiến Mỹ bị kéo sâu vào cuộc xung đột này. Giới quân sự phân tích tình báo và ngoại giao cho rằng Tổng thống Biden đang đối mặt với khủng hoảng nghiêm trọng nhất tại lục địa châu Âu kể từ Thế chiến II, sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự tấn công vào lãnh thổ Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Kế hoạch dài lâu của Mỹ làm suy yếu Nga. Tháng 4 năm 2022, người ta nhận thấy chính quyền Biden dường như đã lựa chọn cách tiếp cận cứng rắn với Nga. Họ tuyên bố chiến thắng của Ukraine trước Nga là kết quả duy nhất chấp nhận được. Trợ giúp quân sự của Mỹ dành cho Ukraine đang được cựu tướng Mỹ Terry Wolf điều phối. Ông Wolf mới được bổ nhiệm vào Hội đồng An ninh Quốc gia của chính quyền Biden. Cựu đại tá lục quân Mỹ Lawrence Wilkerson đánh giá chính quyền Mỹ hiện nay đang lên kế hoạch cho một cuộc chiến kéo dài ở Ukraine. Chính ông Wilkerson nhận định họ thực sự muốn kéo dài xung đột vì họ muốn tác động làm thay đổi chế độ ở Moscow, gây bất ổn cho Nga và sau đó là đến lượt Trung Quốc. Đây là chiến lược địa chính trị dài lâu của họ. Thấy Nga chưa trả đũa, Mỹ ngày càng chủ động. Cựu đại sứ Mỹ Charles Freeman nhận xét về sự thay đổi trong quan điểm của chính quyền Biden. Mất khoảng 8 tuần để chính quyền, thông qua cố vấn Sullivan, tuyên bố các mục tiêu cho cuộc chiến tranh ủy nhiệm.
Lúc đầu khi phản ứng lại cuộc tấn công của Nga, chính quyền Mỹ đã thận trọng để hạn chế nguy cơ khiêu khích người Nga. Nhưng sau đó khi không thấy sự trả đũa trực tiếp nào từ phía Moscow, họ đã bắt đầu trở nên ít thận trọng. Theo ông Freeman, việc chính quyền Mỹ bớt thận trọng là do người Ukraine chứ không phải người Mỹ đang hứng chịu thương vong và do các tuyên truyền thân Ukraine của phương Tây khá thành công. Jack Bibe, từng đứng đầu bộ phận phân tích về Nga tại CIA, cho rằng Mỹ đã khá bất ngờ về mức độ thành công của Ukraine trong việc kháng cự lại Nga, và khi ấy Mỹ bắt đầu tin rằng phe họ có thể giành chiến thắng. Về cuộc chiến tranh ủy nhiệm mà Mỹ được cho là đã khởi động, trên thực tế ở Ukraine đã có một sự thống nhất của cả hai đảng ở Điện Capitol. Một nhân vật đóng vai trò quan trọng trong việc cứng rắn hóa chính quyền Mỹ hiện nay chính là Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi. Hai dự luật quan trọng mà Tổng thống Biden ký thành luật đã phản ánh xu hướng đó. Việc ban hành luật hồi sinh chương trình cho mượn cho thuê vũ khí và áp luật đó vào Ukraine đã được thông qua với số phiếu ủng hộ áp đảo tại Hạ viện Mỹ vào ngày 28 tháng 4. Hai tuần sau, Hạ viện Mỹ lại thông qua, cũng với số phiếu ủng hộ áp đảo, gói viện trợ trị giá 40 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Lại một lần nữa không có phiếu chống từ đảng viên phe Dân Chủ Mỹ. Bà Pelosi thuộc phe Dân Chủ đã rất thành công trong thúc đẩy chương trình nghị sự chiến tranh tại Hạ viện. Bà chỉ vấp phải sự kháng cự lấy lệ của phe Cộng Hòa. Bà được đánh giá là người am tường thực chất vấn đề và chính sách. Chủ tịch Hạ viện Pelosi đã không đối mặt với sự phản đối nào từ phe tả liên quan đến việc cung cấp tài chính quy mô lớn cho các nỗ lực chiến tranh ở Ukraine. Rủi ro tiềm ẩn nếu Mỹ sa đà. Cách tiếp cận của ông Biden đối với chiến tranh vẫn khá giống với các vị tổng thống Mỹ trước đây là Obama và Clinton, đó là theo đuổi việc đóng vai trò ngự trị toàn cầu và tầm quan trọng của các thể chế quốc tế đa phương như Liên Hợp Quốc. Nhưng khi theo đuổi cách tiếp cận đó, Mỹ sẽ đối mặt các rủi ro nghiêm trọng. Bibe, người có nhiều kinh nghiệm về Nga, nói rằng chính sách thời chiến của Tổng thống Biden phản ánh cách tiếp cận kiểu trò chơi có tổng bằng không, thuật ngữ trong lý thuyết trò chơi, với đại ý là tôi được thì anh mất, mà chính quyền Mỹ vẫn hay dùng để tố cáo Nga. Theo Bibe, Mỹ vẫn duy trì lối suy nghĩ cứ điều gì làm suy yếu Nga và gây tổn thương cho ông Putin thì sẽ có lợi cho Mỹ. Tuy nhiên chính điều đó lại tạo nguy cơ cho Mỹ. Một khi năng lực quân sự thông thường của Nga suy yếu, Nga có thể gia tăng khả năng sử dụng đến kho khí tài đặc biệt của họ, đó chính là khí tài hạt nhân. Cựu đại sứ Freeman cảnh báo, Mỹ, NATO, Ukraine và Nga đã bị kẹt trong xung đột kéo dài. Có thể cuộc chiến ở miền Đông và Nam Ukraine sẽ kéo dài trong nhiều thập kỷ, tương tự như xung đột giữa Ấn Độ và Pakistan ở Kashmir. Như thế sẽ có mối đe dọa thường trực về bùng nổ xung đột quân sự ở biên giới phía đông của châu Âu và nguy cơ leo thang thành xung đột trực tiếp giữa Nga và Mỹ, bao gồm cả khả năng sử dụng khí tài hạt nhân để chống lại nhau. Vẫn theo ông Freeman, nếu thiếu vắng đối thoại ngoại giao nghiêm túc giữa Moscow và Washington, thì khả năng leo thang xung đột là rất khó ngăn chặn.